nỗi. Chiều xuống thấp thoáng, chỉ có anh và anh trong màn đêm, mong chờ tia nắng. Tia nắng em đã mang đi xa, em hứa mang hơi ấm quay về. Anh vẫn tin một ngày chúng ta sẽ lại có nhau. Ngày chia tay hai ta trao nhau từng lời hẹn ước khắc sâu. Dù mai đây xa xôi phương nào thì mình vẫn nhớ tới nhau. Tình đôi ta đang trao cho nhau mãi mãi luôn đậm sâu. Cho dù ta đi đâu về đâu thì tình yêu không phải giấu. Ngàn thông xanh nơi anh trao em từng lời hẹn ước khát cao. Giờ riêng anh nơi đây cô đơn từng ngày vẫn nhớ tới em. Ở nơi kia em ơi vui không có nhớ tới anh nhiều không. Anh vẫn mong ngày hai ta tương phùng. Mình đã dành cũng được nhiều tiền ghê vậy đó. Như vậy là qua bển, không phải lo thiếu tiền rồi, tao mà mua sắm. Bạn. Ồ, trời ơi, bà đến gửi tiền hả? À đúng rồi. Ủa, mà sao mấy tuần nay tôi không thấy bà tới sòng bài chơi? Tại vì ông chồng tôi không thích, bởi vậy cho nên tôi đâu dám đi, bảo vệ hạnh phúc gia đình đó mà. Thời buổi này ít có ai chịu chồng như bà lắm đó. Tôi phải nên học hỏi. Thì tại vì chồng tôi tốt cho nên tôi cũng phải đối xử tốt với ổng vậy mà. Thôi tôi có chuyện gấp cho nên chắc tôi đi trước nha. Chào chị. Nè anh, đưa đèn sữa cho. Tự nhiên cảm thấy đói bụng quá, em xuống tìm coi có gì cho anh ăn. Anh đói hả? Đợi em tí nha, để em xuống. Nhanh nhanh nha. Em biết rồi. Anh yêu lắm,
Tôi nói chuyện với cô một chút. Anh lại muốn điều tra tài sản của gia đình tôi nữa chứ gì? Tôi sợ gì mà phải giấu? Anh muốn gì cứ nói đi. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ trả lời anh. Không phải là tôi sợ anh đàn áp, vấn đề là tôi biết anh sẽ không làm được gì chúng tôi đâu. Anh sẽ phải trả giá cho những gì anh làm. Ngày đó sẽ không xa đâu. Cô có ba mẹ bảo vệ rồi, cho nên khẩu khí cũng tốt lắm. Được đó. Tôi không biết là tôi có tự tin hay không, nhưng có một điều rất rõ là tôi khinh anh tới mức tôi không còn sợ nữa. Muốn biết thông tin tài sản gì gia đình tôi chứ gì? Cứ hỏi đi, nhưng mà phải nhớ cho chính xác. Không thôi về nhà ông Tường mà hỏi lại á, trả lời qua loa là coi chừng bị chửi đó. Miệng lưỡi sắc lắm, cô chỉ cần ráng thêm một chút nữa là không thua gì Lý Lệ đâu. Cảm ơn lời khen. Bây giờ hãy nghe lời tôi hỏi đây. Cô có biết là trong ngân hàng có tài khoản của công ty với một số tiền rất lớn mà trước đây mẹ cô quản lý, hiện tại số tiền đang được chuyển ra nước ngoài. Khi còn sống, mẹ của cô có bao giờ nói đến số tiền này không? Cái đó do ai quản lý? Tôi đâu có điên đâu để mà nói cho anh biết. Xin chia buồn với anh về tình tiết này nha. Vậy số tiền đó được chuyển vào ngân hàng thời điểm nào? Trước hay là sau khi ba cô mất? Thời điểm nào? Anh hỏi làm gì? Nếu cô không có thông tin về điều này thì cô sẽ thất bại đó. Thất bại hả? Nếu mà có đi chăng nữa thì là anh với gia đình ông ta đó. Lúc đó sẽ bị người ta coi thường. Ngày đó không có xa nữa đâu. Cảm ơn lời nhắc nhở của cô, nhưng tôi cũng báo cho cô biết, đây sẽ là lần điều tra cuối cùng. Nếu một ngày nào đó cô nhớ tới tôi, tới mức mà cô phải tìm tôi để thông báo thông tin, thì tôi sẽ không cần đâu. Nè, nói thật nha, cô nhảy đẹp lắm đó. Không ngờ là cô cũng biết mấy chuyện này. Một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ mời cô đến vũ trường để mà thưởng thức năng khiếu của cô đó. Sẽ không có ngày đẹp trời đó đâu, anh đừng có mơ. Tôi tin là có đó, cô hãy chờ đi. Em có kỹ coi còn thiếu gì không? Mấy cái nữ trang đó mang theo được, mang hết đi. Tiền á, em chuyển qua ngân hàng nước ngoài hết rồi. Còn một số em để tiền mặt để mình mang đi. À, vậy là tốt. Nhưng mà anh, còn con Lệ thì sao? Để nơi nhà, em không yên tâm chút nào hết. Nó không sao đâu, bà đừng lo. Nó ở đây có một mình, nó là con em nữa, sao em cũng lo được. Mình đi là để trốn tội, còn con Lệ có tội gì đâu mà sợ. Nó vô can mà. Nhưng mà em sợ nó bị dạ lây đó. Tôi đã nói là không sao mà. Nếu bà không yên tâm cứ ở lại đây với nó đi. Trời đất ơi, em ở đây sao được? Em ở đây chưa chết hả? Cũng tại con Lệ thôi chứ không phải tại mình đâu. Đừng có rắc rối nữa, làm việc đi. Nhưng mà ở đây quen rồi, sung sướng quen rồi, bây giờ đi em tiếc quá. Bà làm ơn đừng có lảm nhảm nữa được không? Lo chuẩn bị đi. Qua bên bển á, mình có thể có cuộc sống tốt hơn. Lúc đó không đi hả, bà đừng có hối hận. Thì em cũng đang cầu mong như vậy đây nè. Em ngủ chưa? Em chưa ngủ, có chuyện gì vậy anh? Hôm rồi anh ra ngân hàng có gặp ông Tường. Anh âm thầm điều tra mới biết ông đang chuyển tiền đến nước ngoài.
Hả? Vậy là ông có một cái kế hoạch gì? Mà cái đó là cái gì vậy? Anh nghĩ chắc ông định bỏ trốn. Bỏ trốn hả? Bây giờ mình có cách nào để căng chặn không? Nếu mà ông ta trốn rồi ông ta quay về thì ông sẽ kiếm cách hại mình. Còn nếu không thì lấy đâu người để mình kiện mà đòi lại tài sản hả anh? Thì anh hiểu vậy cho nên mới thấy lo đó. Hay mình báo công an đi anh. Anh cũng tính tới chuyện đó rồi, nhưng mà đơn của mình vẫn còn đang nằm trên văn phòng luật sư. Bây giờ mình có báo công an thì cũng không thể làm gì được họ. Ông ta nhiều thủ đoạn thâm độc lắm á. Từ nay mình phải cẩn thận nha. Ừ. Sao hôm nay còn là có hứng thú mời tôi ra uống cà phê vậy? Dạ, cũng không có gì. À, ông Tường sắp sửa đi nước ngoài du lịch rồi đó, cho nên giao công việc lại cho con. Ông Tường đi du lịch à? Dạ. Chừng nào ông đi? Tôi sao? Chừng nào ông về? Con cũng không biết nữa. Mà chú quan tâm làm gì? Công việc của công ty vẫn còn có con lo mà. Chú Tường cũng đã lo giấy tờ xong rồi. Sáng thứ bảy tuần sau ông ta và bà An sẽ ra nước ngoài. Vì vậy mà nếu có việc gì bàn thêm thì chú hãy tranh thủ tuần này đi. Định bỏ của và lấy người sao? Vậy là mình đoán trúng rồi. Ông ta tới ngân hàng là để chuyển tiền. Ông ta đúng là một con cáo già. Thôi, tôi có việc cần phải đi. Cảm ơn ly cà phê của cậu. Dạ, có gì đâu chú. Nếu mà chú bận thì chú có việc đi à? Tôi nghĩ cậu nên rời khỏi công ty đó đi là vừa. Nơi đó không an toàn đâu. Vậy sao? Con không nhận ra điều này, nhưng dù sao con cũng cảm ơn chú. Nhưng con sẽ không rời khỏi công ty đó đâu. Tùy cậu, tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Cảm ơn chú. Thôi chào cậu. Dạ. Luật sư nói sao rồi anh? Luật sư nói là mình chưa thể khởi kiện ông ta về tội giết người, vì mình chưa thu thập đủ chứng cứ. Nhưng mà ông ta sắp trốn ra nước ngoài rồi, sau này mình muốn kiện còn khó khăn hơn. Chẳng lẽ mình theo vụ kiện bao lâu nay rồi, bây giờ mình chịu thua ông ta sao? Anh biết là em nóng ruột, nhưng mình phải chịu thôi. Luật sư đã nói là mình không thể khởi kiện ông ta vì cái tội mưu sát, nhưng có thể giữ chân ông ta bằng vụ kiện dân sự là chuyện cướp đoạt tài sản. Cái đó thì mình đã có đủ chứng cứ rồi. Nhưng mà ông ta sắp đi rồi, mình làm có kịp không? Ba mẹ đi thiệt đó hả? Con không hiểu thiệt luôn á. Nhà cửa cơ ngơi vậy á mà không chịu ở lại hưởng. Đi đâu không biết. Hai người sao á? Bây giờ con đổi ý muốn đi vẫn còn kịp. Ba sẽ cho người làm thủ tục cho con sao? Qua tới bên đó ba mẹ sẽ đón con. Nếu muốn em cứ theo hai bác đi, anh sẽ sang thăm mà. Em nói buồn là buồn vậy thôi, chứ em không đi đâu. Anh không đi em cũng không đi. Khang nè. Dạ. Nó ở lại là chị con đó. Nhớ chăm sóc cho nó thiệt tốt giùm bác nha. Dạ con biết rồi, hai bác cứ an tâm. Đúng rồi đó, ba cũng gửi nó cho con đó. Nhớ chăm lo cho nó giùm bác nha. Dạ. Cảm ơn con. Thật tình là bác đâu có muốn đi đâu. Nhưng mà Thôi, tới giờ rồi, cả nhà ra xe đi. Dạ, mình đi bác. Mẹ đi đi, tới bên đó gọi điện cho con là được rồi.
lại nè. Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Ba mẹ đi rồi, con ở nhà phải biết tự lo cho mình đó. Nhớ lo cho nó giùm bác. Dạ con biết, bác yên tâm. Vô đi. Mẹ đi nha. Anh, cho xem giấy tờ. Chờ chút. Đây, họ đây. Nè, mẹ muốn gì? Ông bà bị tố cáo vì hành vi chiếm đoạt tài sản, gây tác hại nghiêm trọng. Chúng tôi mời ông bà về cơ quan công an để điều tra. Bằng chứng đâu mà các anh kết tội tôi như vậy? Tôi sẽ kiện các anh về tội vu khống. Đây là giấy mời của phiên tòa sơ thẩm thành phố. Mời ông bà. Vậy là sao? Ông bà có thắc mắc gì xin mời đến tòa để giải quyết. Xin ông bà hợp tác. Nè nè, tôi kiện các anh ra tòa đó. Mời ông bà. Mời ông bà. Ừ. Sao vậy anh? À, con. Mẹ, sao chuyện gì vậy? Không sao đâu con. À, mẹ. Lấy nè. Ba mẹ ơi. Ba. Em bình tĩnh phải đi, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Chuyện gì vậy anh? Chắc là hiểu lầm thôi mà, không có gì đâu. Ba. À, tới rồi hả? Nghĩ lại gia đình mấy người cũng ghê gớm thiệt á. Không biết có làm gì được gia đình tụi này không. Mà đặt làm ầm lên, coi chừng thua trắng á. Thôi đi em, vô tới đây còn ghê hấn làm gì nữa. Chờ đi, coi tòa xét xử ai thắng ai thua. Tới lúc đó đừng có hối hận à. Hình như chị không ý thức được là mình đang làm gì. Và chị cũng không nhận ra nổi là mình xấu xa đến cỡ nào. Càng lúc tôi càng khinh thường chị á. Mày. Thôi đi em. Thôi mình vô đi con. Mày. Xuống đây nè. Đứng lại. Đừng để mọi người nhìn em chứ. Chị còn muốn gì nữa? Đồ chó điên. Đồ cắn người. Để ông cắn được hả? Hả? Thôi đi em. Đồ chó điên. Thôi mày mà đi. Chị mới là đồ chó điên đó, chị hiểu chưa? Cách nói chuyện thí nhân quá như vậy chỉ có chị mới nghĩ ra thôi. Mày dám nói vậy hả? Còn nguyên cái. Thôi mà, mọi người vào dùm cho đi. Cô ta như vậy đó, mẹ mới hiểu là con đã phải chịu đựng cô ta như thế nào. Mày nói như vậy hả? Mày dám nói vậy hả? Anh muốn em ra coi. Mọi người đi vào dùm đi. Thôi vô đi em. Còn nguyên cái. Quay. Thôi nhưng mà em. Đừng mà. Anh làm cái gì vậy? Buông đó coi. Buông đó. Anh làm gì vậy? Anh vừa vừa phải thôi chứ. Làm như mình nó chầm chầm vậy hả? Nói coi, anh chung phe em à? Má. Thưa quý tòa, nếu không có sự trở về tìm chị của bà Huỳnh Thị Mai, tức là bà Bách, thì có lẽ sự tranh chấp tài sản này vẫn mãi là bí mật, và kẻ tình nghi giết người để chiếm đoạt tài sản của Nghiên Đơn vẫn mãi nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật. Mà kẻ chịu mất mát nhiều nhất chính là cô Nguyễn Thị Diễm Khanh, tức con của bà Huỳnh Thị Nhã. Không biết cô ta sẽ chịu sự hiếp đáp đến đâu nếu như công lý không ra tay bảo vệ. Thưa quý tòa, xin tòa bác lời bào chữa của luật sư Bên Nguyên. Vì không có chứng cứ kết luận ông Tường là kẻ tình nghi giết người, chúng tôi chỉ ghi nhận nếu Bên Nguyên cung cấp đầy đủ chứng cứ hợp pháp. Thưa luật sư Bình Nguyên, hãy thận trọng trong cách sử dụng ngôn ngữ của mình. Cảm ơn chủ tọa. Thưa quý tòa, trước tiên tôi muốn nói về tai họa dẫn đến với cô Nguyễn Thị Diễm Khanh, bắt đầu từ sau chuyến du lịch của bà Huỳnh Thị Nhã và ông Dương Văn Tường. Sau một tuần đi du lịch ở Pháp với danh nghĩa là đi hưởng tuần trăng mật, ông Tường trở về một mình và tuyên bố bà Nhã bị rớt xuống thác chết. Cú sốc đó đã làm cho cô Diễm Khanh đau khổ tột cùng, dẫn đến suy nhược thần kinh trầm trọng. Lợi dụng thời cơ này, ông Tường đã gây áp lực thị uy với cô Diễm Khanh và đã cho người hù dọa ma cô Diễm Khanh, làm cho cô Diễm Khanh có sự sợ hãi tột cùng. Ông Tường đã lợi dụng sự sợ hãi của cô Diễm Khanh cộng với căn bệnh của cô, lấy cớ đưa cô đi Đà Lạt để trị bệnh, nghỉ dưỡng sức.
ở nhà, ông ta tiện việc thực hiện bước khai của việc chiếm đoạt tài sản. Giả tâm hơn, ông Tường còn cho cô Diễm Khanh uống thuốc ngủ dài ngày với mục đích là hủy hoại thần kinh của cô ta. Thưa quý tòa, đây là bằng chứng cho thấy giả tâm của ông Tường trong việc điều trị bệnh cho cô Diễm Khanh. Trong thời gian cô Diễm Khanh ở Đà Lạt, ông Tường đã ngang nhiên đưa vợ là bà Nguyễn Thị An và cô Dương Lý Lệ là con gái ông ta tới ở ngôi biệt thự của bà Nhã. Khi cô Diễm Khanh trở về, cô ta đã cự tuyệt với sự có mặt của mẹ con bà An, nhưng họ đã công khai chống đối, tìm mọi cách gây áp lực khiến cô Diễm Khanh không thể nào chịu nổi, phải bỏ nhà lên Đà Lạt ở. Thưa quý tòa, nếu chị dựa vào sự suy đoán mơ hồ của bà Mai, một người em thất lạc nhiều năm của bà Nhã và của nhà ngoại cảm, thì ta không thể nào kết luận ông Tường phạm tội cố ý giết người. Như vậy là áp đặt. Tòa xin nhắc nhở luật sư Vinh Nguyên, tòa đang xét xử vụ kiện tranh chấp tài sản. Mời luật sư tiếp tục phần biện hộ của mình. Xin cảm ơn. Điều tôi muốn đề nghị với chủ tòa và bồi thẩm đoàn xem xét là không thể đưa việc ông Tường đưa bà An và cô Lệ về ở chung để kết luận ông Tường cướp tài sản của cô Diễm Khanh, vì thực tế cô Khanh tự ý bỏ đi chứ hoàn toàn không ai đuổi. Và việc ông Tường chung sống với người phụ nữ là hoàn toàn hợp lý, vì bà Nhã đã mất, ông ta có quyền lấy thêm một người phụ nữ khác. Thưa quý tòa, khi kết hôn với bà Nhã, ông Tường đã hoàn toàn độc thân, và cô Lý Lệ con của bà An, đây là giấy chứng nhận kết hôn của ông Tường và bà An. Như vậy, luật sư Quyền kết luận bị cáo đoàn tụ gia đình. Vậy luật sư có bằng chứng cụ thể không? Vì giấy chứng nhận kết hôn có từ sau khi bà Nhã mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy anh? Chúng ta thua họ sao? Em đừng hoang mang như vậy, tòa vẫn chưa xử xong mà. Kính thưa quý tòa, đây là bằng chứng. Trong hồ sơ này có giấy chứng nhận kết hôn của ông Tường và bà An, và cũng có cả giấy ly hôn của hai người. Thời điểm họ ly hôn, cách thời gian mà ông Tường kết hôn với bà Nhã là 2 năm, tức là trùng với thời gian mà ông Trần, chồng bà Nhã, chết. Từ những sự việc trên có thể kết luận ông Tường cấu kết với bà An để chiếm đoạt tài sản của bà Nhã. Phản đối. Thưa quý tòa, không thể dựa vào chuyện hôn nhân riêng của ông Tường để kết luận ông ta âm mưu chiếm đoạt tài sản. Luật sư Quyền có bằng chứng gì để chứng minh nhận định của mình hay không? Kính thưa quý tòa, đây là bằng chứng mà ông Tường đã giả mạo chữ ký, di chúc và giấy tờ ủy quyền của bà Nhã để chiếm đoạt công ty và toàn bộ tài sản của bà Nhã, mà đáng lý ra quyền thừa hưởng phải là cô Diễm Khanh. Kính thưa quý tòa, ngoài vật chứng, tôi còn có nhân chứng khám phá những hành động chiếm đoạt tài sản của ông Tường. Người đó chính là trợ lý mới của ông Tường, anh Vương Hiểu Khang. Anh Khé, anh đứng lên làm chứng. Anh nói ra với đàn em mà. Đề nghị thân nhân của bị cáo không được ngăn cản nhân chứng ra lời. Thưa quý tòa, tôi xin cam đoan rằng những lời của tôi là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình. Xin mời nhân chứng trả lời. Thưa quý tòa, tôi không phải là người nhà của cô Diễm Khanh, cũng không phải là người yêu của cô ấy. Có thể nói tôi là người đã chứng kiến hết từ đầu những gì đã xảy ra với cô Diễm Khanh, bắt đầu từ sự mất tích của mẹ cô ấy, chính là bà Nhã. Tôi đã thấy cô ấy phải chịu đựng tất cả những gì mà gia đình ông Tường đã ức hiếp, và tôi cũng là người bên cạnh trong những lúc cô ta bị khủng hoảng tinh thần, không thể làm ngơ trước một cô gái yếu đuối đang bị ức hiếp như vậy. Vì vậy mà tôi buộc lòng phải dựa vào niềm tin của gia đình bà An đối với tôi
để tìm hiểu sự thật. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Với tư cách là chàng rể tương lai của ông Tường, tôi đã vào công ty làm việc và tìm hiểu những hoạt động mờ ám của ông ta. Tôi xin cam đoan với tòa rằng những chứng cứ tôi đưa ra là hoàn toàn chính xác. Thưa quý tòa, tôi xin bắt đầu bằng vật chứng dễ thấy nhất. Mời tất cả quý vị hãy nhìn lên sợi dây chuyền mà cô Lý Lệ đang đeo trên người. Xin mời cô Lý Lệ đứng lên. Sợi dây chuyền này ngoài giá trị rất lớn, nó còn rất đặc biệt. Đây là sợi dây chuyền có 102 do ông Trần đặt ở công ty vàng bạc đá quý, theo đơn đặt hàng độc quyền, có lý lịch và hóa đơn rõ ràng. Để chứng minh những lời tôi nói là sự thật, tôi có mời đến đây ông Hoàng Phương, là chủ công ty vàng bạc đá quý và cũng là người đã gia công ra bộ nữ trang này. Xin mời nhân chứng. Thưa quý tòa, tôi xác nhận cho lời khai của cậu Khang trước tòa là hoàn toàn chính xác. Đây là toàn bộ hồ sơ lý lịch của bộ trang sức mà ông Trần đã thuê công ty chúng tôi. Chúng tôi còn lưu giữ lại đây, nay xin trình lên quý tòa. Thưa quý tòa, tôi còn ghi âm được những cuộc nói chuyện chứng tỏ ông Tường là kẻ sát hại bà Nhã tại Pháp. Tôi xin được trình lên quý tòa. Tại sao vậy ba? Hả? Ba! Anh cứ tiếp tục tiếp xúc và gần gũi với ông ta. Một khi mình đã biết yếu điểm, mình thủ tiêu ông luôn. Buổi sáng nay tôi phát hiện con nhỏ tập vụ vô phòng tôi mà mới tính. Tôi nghĩ nó là tay chân của ông Bách. Nè, bà nhớ con nhỏ mà tôi kêu người xử nó đó. Nhớ chứ sao không nhớ? Con Mai Ly chứ ai? Đúng rồi. Con nhỏ tôi cũng được lắm à. Mà sao? Vậy là tôi đoán đúng rồi. Tôi dám chắc con Khanh có liên quan tới vụ này. Lúc trước tôi cũng chủ qua như em vậy đó. Tôi nghĩ nó vô hại nên bỏ qua. Chứ nếu mà tôi biết nó rắc rối như vậy, tôi đã xử nó từ lâu rồi. Em thử nghĩ coi, ông Bách á, ông nắm hết tay của mình mà ông vẫn im lặng. Em không thấy đáng sợ sao? Trời ơi, biết rồi. Bây giờ tốt nhất á, là trốn ra nước ngoài bằng hình thức đi du lịch. Không dừng lại ở đó, gia đình ông Tường còn thuê người theo dõi, bắt cóc và hành hung Mai Ly, là bạn của cô Diễm Khanh tại Đà Lạt, nhằm tìm ra tung tích của cô Diễm Khanh. Vì quá sợ hãi cho nên cô Mai Ly hôm nay đã vắng mặt. Bên cạnh đó, họ còn tìm cách sát hại Diễm Khanh nhưng không thành, khiến cho người giúp việc của gia đình cô Diễm Khanh đã bị thiệt mạng. Tòa sẽ xem xét và thẩm định lại vật chứng mà nhân chứng Hiểu Khang vừa đưa ra. Tuy nhiên, những đoạn ghi âm của anh chỉ có giá trị tham khảo. Anh có gì làm bằng chứng để chứng minh rằng ông Tường chủ mưu giết người không? Thưa quý tòa, tôi... Thưa quý tòa, tôi xin được làm nhân chứng về sự việc ông Tường đã sát hại bà Nhã ở Pháp là có thật. Tôi là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc độc ác đó. Hành hả? Em! Nhưng vì đã bị ông Tường khống chế cho nên tôi không dám tố cáo. Hôm nay tôi xin phép được làm nhân chứng, mong cho Diễm Khanh lấy lại được sự công bằng. Với tính chất phức tạp những lời khai của nhân chứng, phiên tòa tạm ngưng làm việc. Chủ tọa, thẩm phán và bồi thẩm đoàn sẽ vào phòng nghị án và sẽ làm việc sau 30 phút nữa. Yêu cầu bảo vệ phiên tòa
giữ lại các bên nguyên cáo và bị cáo để chờ nghị án. Anh biết em muốn nói gì rồi, em nên bình tĩnh thì tốt hơn đó. Chuyện động trời như vậy mà anh bắt tôi bình tĩnh hả? Anh tưởng tôi bị điên hả? Em có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được đâu. Nên giữ gìn sức khỏe mà lo cho ba mẹ nữa. Gia đình tôi tốt với anh như vậy mà anh nổi lòng nào? Anh phản lại, anh là đồ xấu xa, đồ bỉ ổi, đồ vô liêm sỉ. Em cứ mắng anh đi, anh chấp nhận nghe đây. Anh là đồ vô lương tâm, đồ bỉ ổi. Anh chết đi, anh chết đi. Không phải là anh muốn như vậy đâu. Anh chết đi. Nhưng anh không thể để kẻ phạm tội sống nhở nhơ vào pháp luật được. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra hết, nhưng mà tôi xin anh, tôi xin anh, tôi xin anh mà, anh làm ơn đừng có kiện ba mẹ tôi được không hả? Quá trễ rồi, anh đã trình chứng cứ lên tòa án. Xin lỗi em. Sau khi hội ý, chúng tôi xét thấy vụ án có dấu hiệu hình sự, cho nên chúng tôi tuyên bố hủy bỏ phiên tòa dân sự hôm nay, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố để tiến hành tố tụng. Trong thời gian chờ điều tra, yêu cầu hai bên nguyên đơn và bị đơn không được rời khỏi nơi cư trú. Hiểu Khang, anh muốn tránh mặt tôi chứ gì? Anh coi chừng đó, tôi không có để yên cho anh đâu. Con qua đâu rồi? Ra biểu coi. Chuyện gì? Cái gì? Hôm nay mày trả lời bằng kiểu đó hả? Ủa, tính lên mặt bà chủ với tôi hả? Nè, người làm cũng có lòng tự trọng nha. Hôm nay ngon ta, mày có tin tao đuổi việc mày không? Trời ơi, tôi sợ chị quá à. Chị đừng có hù tôi xỉu quá. Trời ơi, tôi sợ, tôi xỉu thiệt quá. Nè, tôi nói cho chị biết nha, bữa nay mà chị không có đuổi tôi thì tôi cũng tự nghỉ luôn. Mày, tôi chuẩn bị đồ xong hết rồi, bây giờ tôi đi luôn nè. Mày, tôi nói chị biết, tôi muốn xin nghỉ chỗ này từ lâu rồi, nhưng mà chẳng qua lúc đó tôi chưa xin được chỗ khác, còn bây giờ tôi đã xin được chỗ khác rồi, ngon lành hơn, tôi nghỉ. Nhà chị á, giàu á thì giàu thiệt á, nhưng mà ở đây hả, quỷ nhiều hơn người. Tôi mà ở đây một thời gian á, cũng bị ma ám, bị mấy cái vong nó ám thôi. Thà tôi đi kiếm một cái chỗ khác, lương ít nhưng mà nó sạch sẽ hơn. Mày muốn xin nghỉ chứ gì? Tao không cho đó. Mày mà nghỉ á, tao không trả lương tháng này. Trời ơi, tôi á, tôi nghèo thiệt á, nhưng mà có một tháng lương thôi mà, cùng lắm thì tôi không lấy, coi như là cái tháng đó tôi cúng cô hồn. Mày nói cái gì vậy? Con quỷ cái, mày đứng lại. Chuyện gì bà nội? Mày là đồ phản chủ mà. Nhà tao vừa có chuyện là mày bỏ đi vậy hả? Ừ, tùy, nghĩ sao nghĩ. Trời, ai trong hoàn cảnh của tôi cũng làm vậy hết á.
Nếu mà chị có tình có nghĩa với tôi á, tôi còn ở lại tôi chia sẻ với chị. Còn đằng này á, chị coi lại chị đi. Từ trước đến giờ chị có coi tôi ra cái gì không? Người ở thì người ở, cũng phải có giá trị của nó chứ. Sao? Con qua, tôi thích mày đó, mày dám đi không? Mày quay lại. Con Quy Cái. Tới lượt bầu thu chưa? Mình tới. Nghe hỏi không? Tới lượt thu chưa? Làm ơn đừng có làm ồn. Không có việc gì làm thì ở nhà đi. Tới đây rồi hỏi tùm lum. Tôi không muốn trả lời. Ủa bà này ngộ nha. Tôi là bạn của bà mà. Hỏi cái không được nữa hả? Không ai dám nói chuyện với một người như cô đâu. Đừng có bắt tôi nói chuyện nha. Tôi bận lắm. Giờ nhìn thấy cô là tôi sợ lên rồi. Không biết cô sẽ dùng thủ đoạn gì để chơi tôi nữa. Sao mà mấy người không chịu phân biệt rõ ràng gì hết vậy? Cái đó là do ba mẹ tôi làm, tôi có dính líu gì đâu. Sao không chịu công bằng tí đi? Không có công bằng với những người có dòng máu giết người đâu. Làm ơn tránh xa tôi giùm đi. Nè, vừa vừa phải phải thôi nha. Tôi nhịn cô nhiều rồi đó, có tin. Tôi nói vậy đó thì sao? Tính giận lên rồi tìm cách hại tôi hả? Không dễ đâu nha. Đừng tưởng ai cô cũng giết được đâu nha. Em đi. Gián duyên đến được cô Du Thu. Dạ. Anh làm gì vậy? Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi mà anh. Anh đang xem lại cách quản lý của công ty mà vẫn chưa hiểu hết được. Chị à, chuyện này chắc có lẽ phải nhờ tới cậu Khang thôi. Vì dù sao thì cậu ta cũng đã từng tìm hiểu như anh. Chỉ có cậu ấy mới nhiệt tình hướng dẫn thôi. Ừ. Vậy anh có định quản lý công ty không? Em tính sao? Chuyện kia mới vừa giải quyết xong. Chuyện này em chưa tính tới. Nhưng mà mình phải làm thôi, chứ con Khanh nó có biết gì đâu anh. Dĩ nhiên là mình phải lo rồi. Như anh tính, để cho cậu Khang tiếp tục làm quản lý như trước. Không biết cậu ta có chịu không? Nói như mình thì hơi sớm. Nhưng mà em hy vọng là con Khanh nó gặp người như cậu Khang. Sau này cậu ta có về làm rể nhà mình á, thì mình có giao công ty cho cậu ta quản lý thì mình cũng yên tâm lắm đó. Anh cũng thích cái mẫu người như cậu ta. Nhưng mà chuyện gì cũng phải từ từ. Vụ án vừa giải quyết xong, mọi người cũng cần có một thời gian yên tĩnh. Anh nghĩ cậu Khang cũng vậy. Cho nên chuyện tình cảm của con Khanh em khoan nói đã. Bởi vì cậu Khang á, vì vậy khó xử lắm nghe. Em biết mà. Chuyện gì không Lệ? Tôi muốn gặp anh mà. Sao anh cứ tránh né tôi hoài vậy? Tôi muốn nói chuyện với anh. Bây giờ tôi không rảnh, để em khác nói chuyện đi. Tôi không biết, bây giờ tôi muốn gặp anh liền đó. Anh có nghe rõ không hả? Mệt quá. Thank you.
không biết chừng nào mình mới được trở về nhà nữa. Nhà mình đó, mà mình không thể sống tự do, cứ phải đi thuê đi mướn, mệt mỏi thật. Chị đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó. Con nhỏ là sao? Vẫn chưa bỏ được cái tính khiêu khích hả? Mày tính tới đây kiếm chuyện với tao hả? Tao nói cho mày biết nha, cái nhà này là nhà của tao. Mày đừng có hòng mà tới đây nữa. Bà má tao ở tù thiệt đó, mà còn có tao, tao là chủ cái nhà này. Đừng có hòng mà tới đây nữa. Chị nói chuyện khó nghe quá à. Bộ xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn chưa hiểu sao? Cái gì không phải là của mình thì có làm cách nào cũng không có được gì đâu. Mày im đi chưa? Tao đã nói rồi, cái nhà này là của tao. Tao không đi đâu hết. Không đi đâu hết, mày nghe rõ chưa? Chuyện đó pháp luật sẽ cho chị biết kết quả. Đừng có cố chấp như vậy. Cút khỏi đây, lẹ lên, đi đi. Chị đuổi ai vậy? Người đuổi là tôi mới phải. Không phải là làm dữ như vậy là được đâu. Chị bình tĩnh mà nhìn vào sự thật đi. Đừng có để mọi người tránh xa mình như vậy. Tao nói mày im đi. Mày im đi. Chị hết thuốc chữa rồi. Lẽ ra gia đình bị như vậy, chị phải sửa đổi mới đúng. Còn kìa, tao nói mày im mày nghe rõ không? Mày mà còn dám đứng đó mày nói nhảm nữa. Mày đừng có đánh tao. Đúng là chị hết thuốc chữa rồi. Một ngày nào đó chị sẽ phải rời khỏi đây. Lúc đó bẽ bàng lắm. Cho nên chị đừng có lên gân như vậy nữa. Tao nói mày cút đi. Cút ra khỏi nhà tao nghe chưa? Nghe chẳng tình yêu từ sâu dưới đây lòng này. Mọi người đã biết những bất hạnh gì xảy ra.